Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh kiến thức game. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm con tàu khu trục hạm DDGS nha các bạn. Mình sẽ sử dụng bộ trang bị chống ngầm cho con tàu khu trục hạm này nha. Và đây là tên lửa CO8, đây là tên lửa chống ngầm tốt nhất hiện nay nha các bạn. Và sẽ có một khẩu pháo Monad nha. Và con tàu này sẽ có hai ống phóng ngư lôi Atomic nha các bạn. Đây là con tàu có chức năng chống ngầm khá là tốt. Và sẽ có hai khẩu pháo Typhoon nha, pháo tự động nè. Và năm vũ khí phòng không mình sẽ sử dụng phòng không THL nha các bạn. Và cuối cùng là trực thăng mình sẽ sử dụng CH1 nè. Và bây giờ mình sẽ vào game để trải nghiệm với bộ trang bị và con tàu này. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi video nha.